chào toàn thể bà con và các bạn nhé. Một cái mô hình tận dụng các sản phẩm phụ trong nông nghiệp các bạn để làm ăn kinh tế. Hôm trước mình đã giới thiệu với bà con các bạn về cây cỏ voi. Đấy, cỏ voi nguồn gốc của nó Nam Phi, nó rất tốt cho cái việc chăn nuôi con bò vỗ béo, bò sinh sản, bò sữa. Hôm nay mình lại giới thiệu với bà con và các bạn tức là cây chuối này các bạn ạ. Nếu cây chuối này ngoài Bắc ấy, bọn mình gọi là chuối Sài Gòn hay chuối Tây, chuối Kinh, nó rất nhiều tên các bạn ạ. Nhưng mà sau khi những cái tàu ná này các bạn, đấy và các cái cây con nha các bạn, đây các cây con này, mình bỏ hết này. Đấy mình vứt đi rất lãng phí các bạn. Đấy. Đấy. Hai nữa là các cái bùn chuối nó bị chín. Đấy, nó chín quá các bạn. Và các cái cây này, mỗi một cái khóm này mình chỉ để hai cây, mình thì tỉa hết ra như này. Đấy, mình tỉa hết đi thì rất là phí các bạn. Đấy, mình tỉa nha. Mình tỉa như này mà mình bỏ thì rất là lãng phí các bạn. Tất cả những cái này là các bạn sẽ tập, các bạn sẽ đưa vào trong chăn nuôi bò béo rất tốt các bạn. Nó tạo một cái chất xơ, hoặc kể cả bò sữa các bạn cho ăn cũng tốt. Đấy thì là một cái mô hình mà làm ăn kinh tế nó rất hiệu quả, độ an toàn nó rất cao. Vì nhu cầu về thực phẩm như con bò mình vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài về các bạn. Cái sản lượng bò thịt thiếu rất nhiều. Mình nhập từ Úc rồi Brazil. Đấy các bạn xem trên TV, Bộ Công Thương mình, nhà nước vẫn phải nhập khẩu hàng năm rất nhiều. Thế nhưng mà để tạo nên cái sản phẩm thịt chăn nuôi rất hiệu quả các bạn. Mà trong nông nghiệp thì mình trồng cây chuối này mình chỉ thu mỗi cái buồng trên cây thôi. Đấy các bạn xem buồng thôi. Mình chỉ thu mỗi cái buồng trên cây như này. Đấy. Mình thu mỗi cái buồng như này, còn toàn bộ thân này các bạn ạ. Đấy. Cái mình chỉ thu hái mỗi cái buồng này mà toàn bộ thân này và các cái cây, mỗi khóm này mình để hai cây các bạn nhé. Thì toàn bộ cây con và các cái tàu lá tươi như này mình vứt đi hết, nó rất phí các bạn. Thì mình sẽ tận dụng để mình đưa vào chăn nuôi bò thịt vỗ béo. Đấy. Cái này toàn bộ mình đưa vào máy xay các bạn nhé. Nó có máy xay cây chuối và xay cỏ luôn. Thế các bạn có thể cho ăn thêm lương thực. Đấy, như là ngô, cám gạo, bã đậu. Đấy. Và một phần cám của bò. Đấy. Thì mình không vứt đi một cái gì các bạn ạ. Đấy. Thế sau khi toàn bộ các cái sản phẩm phụ thì phân mình hót ra mình lại nuôi cây chuối này. Đấy. Thế còn nước bioga mình lại cho bể bioga mình lại toàn tưới như này. Đây các bạn nhìn. Cây chuối nó rất to các bạn. Đấy. Đây các bạn xem buồng của nó đây. Các bạn đi xem nhá. Buồng rất to. Đây các bạn nhìn. Đấy các bạn nhìn buồng rất to. Đây là toàn bộ sản phẩm quay vòng, tức là từ nước bioga các bạn. Sau khi mình tưới này, cho nên là nếu mình thu một cái buồng này thì đây toàn bộ cái thân. Đấy toàn bộ vứt đi hết các bạn. Đấy thì mình tận dụng mình sẽ chăn nuôi bò thịt vỗ béo các bạn. Đấy. Mình làm cái sản phẩm này quay vòng toàn bộ hữu cơ hết các bạn. Đấy không vứt đi một cái gì. Đấy ở nước ngoài nếu mà họ sản xuất về chăn nuôi đại gia súc như con bò các bạn ạ, thì nguồn lãi nhất của họ là nguồn phân. Đấy, họ phân họ tinh chế ra từ phân họ sản xuất ra những cái viên để nhập về nước mình, mà anh em thường trồng lan hoặc trồng các cái giá thể trên cây như là rau rồi là nho các bạn ạ, trên giàn đấy, dâu tây đấy, là các cái sản phẩm phân bò họ ép ra viên đấy, đấy. Cho nên mình chăn nuôi phân đây thì mình toàn là thải ra môi trường thôi. Thế nhưng mà bọn mình đây đã tận dụng để đưa vào để ủ các bạn ạ. Ủ lại bón quay vòng cho cây chuối và cây ăn trái. Còn cái nước bioga này thì là mình sẽ tưới cho cây và cho cỏ voi các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Không vứt đi một cái gì mà môi trường ô nhiễm không có. Thì hôm nay mình tranh thủ giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm phụ trong nông nghiệp. Đấy, mình tận dụng mà đúng là có khả năng xóa đói, giảm nghèo và làm giàu một cách rất tuyệt vời các bạn ạ. Thì mong mọi người làm ăn kinh tế thì cùng chia sẻ bọn mình. Và
phát triển kinh tế trong môi trường với cái mảnh đất nông nghiệp này, mình sẽ tận dụng tất cả mọi sản phẩm phụ nông nghiệp các bạn. Nếu mình biết khai thác nó thì hiệu quả kinh tế cực cao luôn. Đấy, mình không vứt bỏ đi một cái gì cả. Từ cây thân cây chuối đến lá cây chuối đến cỏ voi, để mình tạo ra những con bò thịt nó đấy các bạn xem, nó nặng khoảng 7-8 tạ đấy, giá trị kinh tế rất cao. Nên là mong mọi anh em coi như là trong các nông hộ, rồi bạn nào có điều kiện phát triển nhiều thì các bạn nhân hạch toán ra một năm kinh tế các bạn thấy nó rất là công cao các bạn ạ. Các bạn nếu chưa làm các bạn cảm thấy nó đơn giản, nhưng mà để ngồi mà tính mà chăn 10 con bò thịt đấy, một năm các bạn đã lãi ra mấy trăm triệu đấy, mà mấy trăm triệu chỉ từ cây cỏ voi và các cái sản phẩm phụ nông nghiệp này thôi. Nên mình hợp tác xã mình cũng đang có cái mô hình này, thì mình nay tranh thủ chia sẻ với anh em bạn bè cùng trong ngành nông nghiệp. Đấy, bạn nào có các cái ý tưởng hay thì comment cho mình để mình cùng phát triển làm ăn kinh tế. Xin chào mọi người nhé, hẹn mọi người trong dịp khác. Chào mọi người, chúc mọi người mạnh khỏe nhá, làm ăn kinh tế phát đạt. Chào mọi người.